tắm nhiều lúc nói nhiều lần mà họ không có nhớ luôn cái nội dung khí công là cái gì. Nhiều họ mơ hồ lắm. Giờ phải nói sơ về cách khí công lớp kia rồi đó là cách luyện làm sao để mình đi vô cái mình mới ra. Nhắc lại cái khí công cái gì nhiều lúc mình thấy sủa nó còn cẩm tạm sao những kinh tạm sao rồi đó thấy quyền tạm sao sao cái gì cũng khí 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 đó bắt đầu á là lộn xộn rồi đó, người đó họ lộn xộn rồi đó. Thì hồi hồi đó mình học về khí mình biết là trong cơ thể là có cái dạng khí, tức là cái thứ gì nó chạy trong người, cái đó như có giống như là một thần ông thần sự sống chạy trong người, như nó con đường có cái 8 kỳ kinh và 12 kinh. 8 kỳ kinh giống như cấu trúc của cái nhà, cái bê tông cốt thép của nó. Bây giờ khi thấy cái tòa nhà bên Mỹ nó phá cái nổ sụp nguyên căn nhà xuống đó, kỳ kinh là 8 kỳ kinh. Thì trong cơ thể mình nó có 8 cái kỳ kinh đó, một kỳ kinh mà cơ thể mình nó phòng hơn như tòa nhà, chỉ muốn giết người phải đập hết 8 kỳ kinh nó mới chết. Một kỳ kinh ví dụ đứt tay chân vẫn sống á, đứt hai tay chân vẫn sống, tức là bốn kỳ kinh mất là vẫn sống. Cái cơ thể mình không phải dễ tiêu diệt như cái xây dựng, mà cái xây dựng của mình nó kỳ lạ lắm, là nó có 8 cái cấu trúc, 8 nó gọi là trúc cơ, 8 cái cấu trúc mà muốn phá nó là phá không được. Thành ra học bắt đầu cổng là xây dựng cái cấu trúc đó, mà cấu trúc đó cái vật chất nó là cái cuộc sống và xương xương cốt. Nếu là xương cốt vậy trước khi có giống như chỉ có cái trứng trứng gà, trước khi nó có cái xương gà nó có cái mạch máu hiện ra trước. Mạch máu nó giống như là cái đường kinh mình đang học á, đường nâu 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 á, còn nó biến đi cái thành xương gà, xương cánh, xương chân, xương tay, người cũng y chang. Mà trước khi cái xương nó, những cái đường kinh nó nằm ở giữa trời giữa đất vậy đó, nó không nằm trong đó. Mấy cái đường nó phun ra cái gì nó tản ra thành cái hình người, đó là kỳ kinh. Thầy học bắt trầm cảm á, muốn luyện kỳ kinh nó luyện trên cái cuộc sống á, nó luyện ngược lại cái kia vô hình sao ta tập. Thế nó bắt là cảnh tạo là thức cuộc sống à, thấy không? Cổ xương nó đến 7 đến 12 nó tập xương xương sống không? Thì nó tại phát trầm cảm khi luyện khí nó luyện cuộc kích xương. Còn cái bắt đầu cảm nó là nó luyện các cái xương, tức là nó luyện cái vật chất, tại cái vô hình nó không luyện được, nó không thấy, nhưng mà nó luyện cái hữu hình, tại hai thằng nó liên quan với nhau. Giờ cái xương chỉ muốn mạnh phải có một cái gì điều khiển, tức là giống như ông Túc có cái hồn đó, tôi muốn ông dịch dõi từ dạy được dạy dõi cái vô hình nó học, cho phải cái xác cái kiến thức của ông, cái đó là cái vô hình đó. Thì trong cơ thể nó có cái vô hình nó mới xây dựng cái cấu trúc đó được. Thành ra người ta hiểu khí công là cái gì, là cao siêu, thật ra nó dạy dạy cho các tế bào cơ thể học để xây dựng cơ thể rồi, để dạy cho cơ thể mình biết kiếm kiếm tiền, dạy cơ thể biết xây dựng cơ thể cho khỏe ra. Hai là hai cái dạy thôi, hai hai kiến trúc, tức là cái môn khí công là môn dạy cho mày mày tự xây dựng cơ thể mày, còn môn cái môn văn hóa ngoài là dạy cho mày có kiến thức mà xã hội biết cái bàn là gì, biết cái ghế là cái gì, thấy không? Nhưng mà cái khí công cũng phải nhờ thằng kiến thức kia, là không có là cũng không học khí công được, bởi cái dân khí công dân kiến thức rất giỏi. Nếu kiến thức mà không giỏi không học được, tại nó chính tới kinh lạc, chính tới kinh mạch, chứ cái thuyết âm dương mà nó văn hóa thật thì khó học. Thì ra điều kiện tiên quyết là học khí công phải có trình độ đó, tương đương đại học mới thấy, thấp là rất khó, không có học. Và nếu họ vô họ sẽ giỏi, thành ra cái người mà giỏi khí công là văn võ song toàn rồi. Mà nói thẳng môn khí công môn của dân trí thức chứ không phải dân không trí thức đâu. Tại vì có lại ông Đạt Ma ông ngu ông Ma học giỏi cỡ nào, Trương Tam Phong vậy, tức là ngày xưa chuyện nó tứ thư ngũ kinh lão thông, mà cái người mà học cái công rất giỏi về kinh mạch là thấy mình mà không giỏi kinh mạch thua ta. Mấy ông rất rất giỏi về kinh lạc, tức là ông có thể ông điểm ông chỉnh chỉnh cái mình hết định liền, mà tức ông phải thuộc hết 365 tuyệt đối với ông, như là thuộc lầu bị gì ta chạm cứ hết liền, giống như trong một cái đồng hồ là các cái dây thiều gì ổng đều với ông hư này ta lỡ này ta thay liền đó, như cái ông sửa đồng hồ từng móc nhỏ bây giờ như vậy, thì mấy ông rất là giỏi đó. Là phần cái phân dịch kim kinh ở phần bắt đầu cảm hiểu đại khái đó là phải luyện xương cốt, bởi vì thấy không, cái tay mình ép cột sống, kéo giãn cột sống, banh cột sống, ưỡn ngực ưỡn lưng, toàn là cái luyện xương không. Mọi người muốn luyện xương mà tại sao nó lại dính tới khí? Tao luyện xương tao luyện theo cái phương pháp tao, không phải bắt nó vận động mà tao sắp xếp làm sao cho cái máu huyết ở trong nó đi cho nhanh, đi cho nó đàng hoàng. Và mỗi cái đốt xương nó có chức năng đó, mà nhiều người trong Tây y không nói, họ chỉ cái đốt xương này.
C1 chức năng là gì? Đâu biết, nhưng trong đồng y có. Nó điều khiển những cái dây thần kinh, nó điều khiển cái gì trong phía trước này nè. Nghe không? Dù khúc đây, khúc dưới này là những cái khúc xương, nó có những thần kinh nó điều khiển thận, trạng thận đâu. Tức là cái ban chỉ huy, cái văn phòng nó nằm ở trong xương sống á. Này tay y thì không thấy, mở ra thì tụy thấy gì. Nhưng mà đối với đồng y, hai thằng sếp, sếp các 12 tạng nằm trong bộ sáu, mấy thằng sếp ngồi ở trong phòng, thằng trưởng phòng rồi kế toán, thằng kế hoạch trên nằm trong bộ sáu, người ta chỉ vì đó là sao, người ta y không biết. Thành ra ví dụ giờ tôi muốn liệt cái chân, tôi lấy cái thắt lưng này là mấy đi tê chân, thấy không? Bây giờ tại sao vậy, không giải thích được. Nhưng cái đó nó ra trưởng phòng của chân nằm dưới đó, còn trưởng phòng tay nằm đây, tôi lấy là tê cái tay đốt xương EC1 hả. Còn tẩy nó để ý cái chức năng đó bên này, mà cái chức năng nó là nó là hệ thần kinh, bên này nó là thằng là một cái hệ vô hình nằm đó, giống ông thần trong cuộc sống 24 cái thằng này, nó để 24 để đóng chí tiểu, là mỗi ông thần nó nằm cho 24 cuộc sống. Và nó có, nó hay là cái nó có mỗi một đốt nó có một bài khí công hết á. Chị chưa học tới tỉnh khí công là nó học ngồi á, cái đốt xương số 1 nó chỉ huy cái tạng như thế nào, chỉ học luôn từ luyện khí. Bây giờ chị chưa học tới tỉnh công, tỉnh công là 24 đốt xương sống, mỗi đốt xương sống là nó thích hợp làm 24 đốt mà, 24 xương sống có 24 đốt à, thích hợp là 12 tháng một, mà 12 tháng âm lịch á, tức là nó có 1-15 tay, 15-30 tay, tức là nó có trăng tròn và được trăng tròn. Thành nó có thời gian luyện mặt lúc trăng tròn của tháng 1 luyện sao, lúc trăng khuyết luyện sao. Cái xương sống là cái nó luyện khí, lấy khí mặt trăng. Còn da thịt mình nó lấy khí mặt trời. Cái năng lượng đó, bây giờ mình chưa học tới, chỉ học tới tỉnh khí công này. Tháng 1 thì phải ngồi luyện cái gì để cho cái đốt xương số đầu là khỏe ra, từng đốt. Rồi ra khi mình ngồi, khi mình luyện hết 24 đốt rồi thì nó bị cái gì biết đó. Cũng như bây giờ chị muốn biết đô la thiệt đô la giả, chị phải cầm đô la là đúng không? Bây giờ chị chưa cầm đô la là thật, chứ không biết đô la giả. Bây giờ mình biết, mình tập cái khúc đốt một, mình sẽ thấy nó khỏe thì người mình thấy như sao. Bây giờ nó bệnh mày biết mày đó, nó hay rồi đó. Thì cái khí công, cái tỉnh khí công bắt đầu nó luyện tới từng đốt, là khi tỉnh khí công nó đi sâu lắm rồi đó. Còn cái động công mình học để đi sơ sài như ngoài cái đó là cảm ơn cái ào, cái nó sơ sơ, cái xương nó gọi cái quẹt rồi. Bây giờ đốt một làm cái gì, tỉnh khí công á, thành ra ngồi, nó ngồi thiền hay gì nó luyện cái đó. Thành ra tại sao mình nói tỉnh khí công, mình học động công hết rồi, tỉnh khí công học tới đó bắt đầu khủng khiếp nữa, nó đi tới từng đốt. Thì cái bài dịch kinh kinh á là nó đi tới cái gì, dịch cương kinh này. Bí quyết đầu tiên là ông Đạt Ma ông tìm ra cái gân mà dài hơn một phân là tuổi thọ kéo thêm 10 năm. Ông nói đơn giản thôi. Vì cái người già, ông thấy cái người già cái gân nó khô lại, nó không có mềm, nó không có già, nó cứng lắm. Tức là ông đứng trên cái bàn ông nhảy xuống khó lắm. Người già tự dưng đứng trên bàn nhảy xuống khó lắm. Thì thảy nhự coi, nó làm cộng 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 sao, địch chính trị thì leo lên cái bàn nè, chị nhảy xuống như con đít không được lắm. Chị leo cái bàn, trời ơi, giờ cái chân làm như cái gì á. Chị lên chị phải dịnh như không ta. Con đít nó để cái chân bàn đứng lên liền rồi, còn chị đứng này phải nóng nó. Thấy liền, bắt đầu thấy không? Cái gân chị nó càng ngày nó co lại. Thì ổng nói bây giờ muốn khỏe là ngược lại. Cái gì ngược lại là khỏe là kéo dài là. Đó là nguyên tắc thứ nhất, tất cả gân mà dài một phân thì thọ 10 năm. Mà là một cái mà và cái đó là bí quyết thứ nhất, thì nó gọi là dịch cân, bí quyết thứ nhất. Thành ra khi các động tác diễn kinh chỉ phải kéo năm cái gân nó dài ra, cái gân mà tôi chỉ là cái ngón này phải dài chút, cái gân này dài chút, cái gân này dài chút, gân được dài chút, gân nắc dài chút, muốn dài là sống cho nó dài ra không được gồng. Đó, chỉ gồng là sai, gồng là bắt nó xài là xài, còn sống là kéo giãn. Còn xài là nó hư, còn không có xài, nó kéo ra thôi, tôi giữ nó. Tức là cái dây thun chị kéo qua cái hoài thì nó tức là cái gân chị là luôn luôn nó có sự đàn hồi hoài chị thọ vậy thôi, tức là dẻo xong. Mà dẻo là lão tử nó dẻo là làm mạnh nhất. À, họ ra cái bí quyết là ổng tìm ra cái bí quyết vậy đó. Con người mà dẻo, người rất thọ, xong. Dẻo như hai thì đứng theo, chứ cái người đàn
ông già mà cứ ngáp mà thấy cái tay ông không có, tức là không có linh hoạt là ông già già rồi. Bởi vậy nếu mà người người già mà linh hoạt, mình tưởng ông trẻ. Nếu mà ông mặc áo quay lưng không biết là à, ông tóc đặc bạc ông dùng hết rồi, ông thay mặt ông mặc quần áo thì không biết ông già là ông đó là ông gân cũng mềm. Đó là ông tìm được cái bí quyết là gân mềm. Thì khi tập khí công dịch cân kinh chị phải coi cái gân, cái hệ thống gân theo mỗi thức nó có cái hệ thống gân, nó có 5 cái hệ thống gân. Mà gân đây không phải là gân chính mà cái rễ của gân. Thì những cái gân con quan trọng không, nó không tập cái gân lớn. Thì muốn gặp con con chị phải xoắn nó mới tới tới rễ được. Rồi cái cây nè, chị muốn nhổ chị nắm nó, chị xoắn chị kéo thì nó mới tới rễ được. Còn chị nắm kéo không nó đứt một rễ. Nhưng chị nắm cây chị xoắn tròn nhìn nó cả búi rễ nó bị tác động này. Do đó tập khí công nhịp kinh đều có hơi xoắn. Chị không xoắn là thua. Là cái bí mật đó đó. Nhưng không biết. Còn không chị gồng lên thì sao? Gồng là xúc xúc năng lượng ra. Nè, chị cầm cái tạ phòng lên đúng không nè. Nhưng mà tôi nè, tôi để như này sao? Nó phòng, nó phòng đây không phải là nó do xoắn cơ. Những cái khúc xương, giữa xương nó đang phải đi dày và tôi dày, tôi quẹo qua dày. Cái gân nó ăn nhẹ nằm dày, tôi kẹt xoay gân vậy thì nó bị xoắn, xoắn nó dày ra. Thì nó không có, không phải nó gồng. Mà nó dài ra vậy là nó lại giãn ra. Mà khi nó dài ra thì nó thu năng lượng, thu cái nào máu huyết nó nuôi nó. Thì nó dài ra luôn. À, nó dài ra luôn. Còn chị phòng lên nó phòng ra luôn, phòng ra luôn là nó phá giãn, phá hư cái cơ bắp rồi. Cái nó nhiêu đây thôi mà bắt nó phòng tét ra ra. Còn tao nắm hai đầu tao kéo dài nó cắt à, thấy không? Thì cái gân tôi dài cái gân ngắn khác nhau. Bởi vì cái thể nó khác với thể thao là nó luyện là nó ngược lại thể thao. Thể thao là phòng ở giữa nó kéo hai đầu. Thành ra khi tập phải xoát à, là phải tìm cái bí quyết. Thành ra cái mà cái đặc điểm cái gì vậy nữa, khi cái gân mà nó để lâu mà chị đang đề chị kéo dài bắt đầu nó nóng lên, mà khi nó nóng lên á thì trong cái nóng đó là không phải nóng của khoa, cái nóng đó là nóng của cái hơi nóng người tạo ra, nó gọi là người xưa nó gọi là hỏa, nó gọi là những cái hỏa đặc biệt trong người tam muội, nó loại lửa tam muội, nó đặt cái tên chung chung vào nhiều người không hiểu được cái tam muội không có ở đâu. Cái lửa nó không có ở đâu, chờ lấy cái máy sấy tóc thì hơi rồi không có. Bây giờ cái bắp thịt á, tôi sắn tại hồi nó nóng, giờ lấy để nguyên gì, lấy cái máy sấy tóc thì sửa vô nó không có gì nữa. Nó phỏng chứ không có dài ra. Còn cái nóng kia nó dài ra và nó đem năng, nó đem đồ ăn, đồ uống, đem khí huyết nó nuôi. Cái nóng nó rất là hay. Chị lấy cái máy sấy tóc thì sửa, nó nóng là nó phỏng chứ nó không đem máu tới nha. Máu nó tới tại vì nó chống lại cái nóng chứ nó không có xây dựng. Còn cái nấu của người á, nó đi tới đâu, xây dựng tới đó. Thành ra khi bị chị bệnh chị sốt là cái liền. Sốt là cái liền. Sốt cái không biết mẹ hay không, trời ơi, thức dậy khỏe lại liền. Hay không? Cái nóng đó là nóng kỳ lạ. Cái nóng nó có nhiều nhật. Cái nóng đó trong khí công gọi là lửa. Cái lửa nó gọi là hỏa, hỏa tam muội. Cái lửa nó chữa được bệnh. Cái nóng nó xuất hiện, thành ra cái người khí công nó nghiên cứu thằng bệnh tại sao nó sốt lên. Chỉ có một cái nút, một cái mụn nhỏ thôi, nó sốt toàn thân. Tức là tất cả tế bào tiết ra một cái loại cái hơi nóng nó đem thôi, nó giết này. Mà cái năng lượng, cái vô hình nó mới diệt cái hữu hình được. Tức là cái lửa là cái, chị thấy lửa là cái ánh đỏ 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 chứ đâu có thấy vật chất nó đụng vô cháy. Cái đó là lửa, lửa bên ngoài, còn lửa bên trong á là nó chịu phản vật chất, gặp cái vật chất hư đó, biến này. Thì do nó chữa được ung thư vậy, cái khí nó xuất gặp ung thư bật mà không biết cái chất gì, giống như virus corona vậy, bây giờ không chống được. Nhưng mà khi con người bật kháng thể thì nó gặp cái biến, ủa không thấy gì, không biết chất gì đó, không thấy, không biết cái chất gì nó giết con đó. Nó để là vaccine, nó tiến ra thì dẹp mẹ vaccine, chế cái chất cho ra tạo cho rồi đi, không chế được. Cái đó là cơ chế khí người tạo ra mà Tây y không thể là tìm ra được. Tại đó là cái chất vô hình không có trong trong bản phân loại trồng hoàng nguyên tố rồi xong, nếu không có sao mà tìm ra, mà tiếp tìm ra mà chưa thể tìm ra. Mà giờ hiện nay trên thế giới có 110 loại à, cái gì đó đứng là không biết có đâu nữa, là ghê lắm rồi đó. Nhưng mà lúc những cái mà cái khí, cái chất mà nó giết những con phát, những cái bệnh mà gọi là kháng thể đó,
xuất ra cái chất gì không có, tại nó giống như cái xác xe con mắt này, cũng như mình răng về sốt lên con mắt này, sốt lên cái sụp xuống này. Nó một cái thời điểm, tức là ở một thời điểm đó, trong khí công đó, thời điểm huyền diệu, huyền huyền vô huyền và xuất hiện và mất, tức là giống như mình hai cái tinh tinh trùng với cái trứng ở thời điểm trùng thuyền huyền huyền ra cái thằng bé sao nó nói câu đó thì thấy cũng thiếu được. Nó có cái gì đó là ở đó, ở cái đúng cái thời điểm nó ra một chất gì, nó trộn hai thứ nó thành con người, nó thành một thằng bé. Chỉ khí đó không thể con người làm được. Thành ra thằng Mỹ khi nó nói nghiên cứu về về nhân bản thua, nó biết nó không thể làm bởi vậy. Bên Mỹ nó nói Chúa là thượng đế, nó thua rồi, nó sợ Chúa lắm. Nó thiệt là tất cả bộ khoa học nha, nó nói thấy Chúa là thua. Tại khi nghiên cứu cho nó thấy không cách nào mà làm được cái gì nữa. Thành ra cuối cùng khi nó nhân bản nó được, nó cũng lấy tinh trùng, nó lấy đồ nó trộn với mình, nó lấy tinh trùng nó chế ra hai trộn ra, nó thử rồi nó thấy hóa chất nó chế tinh trùng, nó chế cái trứng đàn bà cái nó trộn nó chọn, nó thấy bắt đầu nó lấy đồ thật, nó thấy cuối cùng nó thấy là mượn cái của vật chất mình nuôi cho nó cũng được mà cũng làm được. Lên thằng nó ngu ngồi đúng không biết mẹ, rồi vài thời trong ngày sau chết mẹ nó. Bắt đầu Mỹ nó thua, nó biết là Chúa nít không khoa học là làm được, và nó bỏ cái thuyết đó luôn. Tất cả các nước mà làm nó chửi liền, mượn tiền nó đầu tư nó dẹp đó. Thằng sau đó thằng Hàn Quốc làm nó dẹp liền, không có cái luật nhân bản, không có làm được. Ờ không được, thằng Mỹ nó không có được, cái này của thiên nhiên mà trời, cái thứ này nó như thứ vô hình, nó không có thấy là mình sao mà chết. Vì nó thấy mấy người thông minh nó không nhân bản cái người không làm được bởi vậy. Tại vì tất cả sự thông minh nó đều phải có học lại, tức là di truyền mới được. Không có thứ nào mà tự có. Giống như chị bây giờ ngồi thiền sao giỏi toán được, chị học chết mẹ làm toán chết bà. Học y khoa vậy chị. Chị thì ngồi thiền thì giỏi y khoa, cũng đọc sách này trước kia chết cha rồi thực hành thằng bệnh chết mẹ thì mới giỏi, chứ ngồi thiền thì giỏi không có đâu. Đó, tức là đều có lao động hết. Mà lao động đó nó thành cái skill, mà skill là cái khí, là cái nặng năng lượng đặc biệt. Nhưng chị cũng như chị, khi chị học thì tự nhiên có tài, nó có cái khí đâu, nó tự nhiên tao cũng là tao đâu có sừng sao giờ tao giỏi hơn trước. Cái đó là cái khí đó. Cái khí đó phải lao động óc và lao động chân tay mới ra. Một cái bây giờ ra, bởi vì nếu một cái gọi là nhập ma, trong khí công nhập ma hoặc tàu hỏa. Hai cái đó tàu hỏa tức là luyện quá mà không thực hành, nhập ma là tưởng giỏi mà không giỏi, mà nhập ma vậy thôi. Thật ra khi học cái khí công phải nắm những cái ý đó thì mình vô mình mới sáng ra, không thôi mình chi lẫn quẩn đó. Thế nên cái khí đó là cảm nhận được, giống như tôi để vậy, chị để vậy, thế nên cái căn đó khí đó. Nhưng mà khí nó cái loại đó khí của gân, của mắt ỉa là khí của ruột già, thấy không? Đó là khí của bao tử, cái khí nó não biết mà mình không thấy. Tao đói mình chụp hình đi thấy bụng tao đói đâu? Tao đói không thấy được, mắt ỉa chụp không thấy đâu, tao mắt ỉa đố mà chụp được á. Mình đo sóng beta, sóng beta ỉa. Bởi vậy khi nó đo khí công mà đo sóng beta là sai luôn. Ví dụ bây giờ khi cái thằng vận công nó ngồi nó luyện khí á, chỉ đo cái sóng á, thì khi tâm ỉa cũng có cái sóng, đặc biệt cái sóng là sóng vậy. Không mắc ỉa thì không, trong người không có gì hết, khi mắc ỉa mà mắc thiệt mắt mà không cho đi ỉa mà cái sóng nó tăng. Đo cái sóng là cái đó sóng khí hay cái người nó luyện khí, không phải. Có nhiều người nó luyện khí, thành thật khí trong người mỗi tạng phủ có một loại khí. Thì ngày xưa nó không giải thích, nó gọi là ông thần hết á, cho rồi cho dân nó hiểu mẹ. Chứ nói chữ khí là đâu ai hiểu cái gì. Thần con tử, bởi vậy trong nội sách này hay nói thần á, thần tiên thần gì, nó có cái tên thần, cái tên chung tiên tiếng Hán đó. Nói thần cho người ta hiểu chứ không giờ tao hiểu, giống như giờ cái tượng đó, nó linh, nó có linh, có ông thần trong đó. Nó giờ cái tiệm linh nó đập á, nó thần ở trong đó nó đập, mà nó không mà cũng là cái tượng thôi, nó linh nó sợ liền. Thì cái bao tử nó bây giờ, cái bao tử tại sao nó biết nói, đố mình hỏi thằng dân mày hỏi tại sao có thật, tại sao bao tử nó biết đòi, nó có thần tính liền chứ chắc cục nó như cái cục thịt nó sao nó biết, thì cái này nói là thật. Thì trong khi công nó luyện thần nó luyện cái đó, tức là khi đói là bao tử mới biết, khi đồ bậy vô bao tử biết là bao tử khôn,
là có khí, có skill. Bởi vì phải luyện khí công, luyện cái skill cho bao tử biết mạnh khi nào, biết. Bởi giờ khi mình tập khí công mình biết bao tử mạnh khi nào, biết tim mạnh khi nào, bị bệnh biết liền, không cho bệnh. Còn giờ cái thằng bệnh nó không biết luôn á, nó đang bệnh kệ, nó xuống châu thấu này kệ. Còn mình luyện khí công thốn kỹ gì, kỹ lên. Hồi lúc tao bệnh là giống như cái lô la thiệt, tao cầm cho tao biết. Bây giờ đô ta giả tao biết liền, thì cái tim tao mạnh tao biết liền, tim tao yếu cũng lộ biết. Bây giờ khi không phải luyện quá thì biết, biết. Bởi vì những cái ông luyện khí công bệnh là tại ông luyện cái, cho cái tim thiệt khỏe lên, rồi khi nó bệnh tao không cho nó bệnh. Giống như xe chị thấy cái xe tốt, cái xe mới biết là giữ như mới chị biết thôi. Còn nếu mình gặp xe cũ đâu biết, giữ cái xe mới chị biết, giờ giữ mới cho tao thì biết. Còn như đưa xe cũ mới cũ chị giữ cũ chưa tới cái mới là cái gì, cái xe riêng là cái gì không biết, xài đồ cổ không, chưa xài cũng đồ mới, mới là lò là không biết giữ luôn. Thì cái cao nó luyện đó, thì cái kia mới đầu là 8 kỳ kinh nó bắt đầu cẩm, nó luyện xây dựng cái cấu trúc cơ thể đó. Tức là trước khi chết là người ta đổ xuống là bây giờ luyện kỳ kinh là sức bền chống bệnh đó, sức bền chống bệnh. Chị bây giờ chị có bệnh mà chị có sức khỏe là chống bệnh được. Sức khỏe đã thể hiện sự thăng bằng khi bệnh xong, đứng lên làm chàng thằng này thua rồi, đứng lên nó vẫn vững chắc, thằng này có thể chữa được. Đầu tiên về sức khỏe khí công, đầu tiên mình phải đứng vững, tay cân linh hoạt. Thì giai đoạn một mình đã khi khí công nó luyện, nó chữa bệnh, nó luyện kỳ kinh trước, tức là tiểu trong thiên á, là khí cuộc sống nó dần 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 như này. Bởi trong khi khí công nó luyện luôn ngửa ra, luyện tiểu trong thiên á, đứng thẳng rũ xuống để tăng cái sức chịu đựng lên cái này. Tức là cái cấu trúc cái nhà mày nó bền cái này, mày đi mà không té lên cái xuống, mày đứng lên mày té rồi sao tao chữa. Rồi mày ít nhất mày có sức đứng lên, sức đứng xuống. Mà sức đứng lên xuống thể hiện là gì, tiêu hóa được, đem thuốc vô nó chữa bệnh, đem thuốc nó ỉa thuốc rồi chết mẹ. Giống như ăn thịt ỉa thịt mà chết tao rồi. Bây giờ mấy món đó là cái cuộc sống nó phải chỉ huy làm sao mấy cái món cơ thể mà giờ ăn phải ăn được. Thành ra thứ nhất ăn được ngủ được là tiên, không có đó là cuộc sống không ạ. Sau đó bắt đầu tới cái tạng phủ, tức là 12 cái tạng phủ này nó làm chức năng, nó đem đồ ăn nó biến thành cái năng lượng nuôi mày, nó biến năng lượng nó chống bệnh. Thì cái dịch kinh là vua cái này, tại vì cái sức khỏe chị, da thì cái phong độ chị chính là dịch kinh, tức là phong độ là trong bao tử nó khỏe, nó ra cái thịt ngon, giống con gà rừng nó ngon hơn gà ta thể năng. Cái bao tử nó lấy đồ tốt nhiều vô, lấy biết lấy đồ tốt. Còn gà rừng, gà ta, gà mà nuôi chị thả đừng biết ăn cái gì đâu, chết liền á. Gà công nghiệp chị thả đừng biết chết đi, không biết ăn gì đâu. Cái gà trong rừng nó biết ăn cái gì, còn gà công nghiệp thả đừng ăn nhầm đồ bậy nó chết luôn, chúng đập chết. Nhiều người đâu có để ý vậy. Thì cái loại kia nó biết cái gì tốt, cái gì xấu ở ngoài ăn. Thì cơ thể chị kinh nghiệm tôi luyện rồi, chị sẽ thấy ăn cái gì cho khỏe chị biết này. Thì bây giờ muốn cho khỏe người là khí công nó nói là cái tạng phủ quyết định chứ không phải là da thịt. Bởi vậy truyền luyện cho bắp thịt to không phải. Bắp thịt to mà cái bao tử mù ráng chịu. Bắp thịt mày to lắm, cái bao tử mày ngu, cứ ăn đồ bậy không chết mà. Nó ăn cái gì, nó biết ăn cái gì, biết ăn cái gì. Và nó đem là nó lấy được tiến bộ cho tao. Tức là đó là chính chứ. Chứ giờ chỉ gặp bắp thịt to, bự, bọc con gì, như đồ ăn như đồ bậy vô nuốt hết. Rồi bây giờ bao tử tốt là lúc nào, bao tử xấu lúc nào. Rồi bao tử nó khôn lanh chỗ nào không dạy bao tử thì sao được. Thành ra dịch kinh kinh nó mở con đường nó làm này. Thì muốn làm đó thì nó đi nghiên cứu 12 kinh. Mỗi kinh nó đưa khí rồi nó nuôi một cái tạng. Thì để ý ông để thấy là những cái kinh đó nó có một cái hệ thống cơ nó bọc xung quanh. Thì bây giờ ông kéo ra cái vụ nó nóng thành chân khí, tức là cái lực lượng trong mũi nó thấm vô kinh. Thấm kinh mạnh mẽ cái thằng phò rồi xong tìm ra biết biết. Đó là mình hiểu ra rồi. Thì bây giờ chị tập thức ngột cũng vậy, coi cái kinh mạch những cái gân là bao xung quanh nó xoắn cho nó nóng lên, chờ nó nóng lên. Khi nó nóng lên nó giống như cái củ khoai, nó nóng nó vô ruột khoai chính là đường kinh, thành nó chạy từ kinh mà kinh nó khí nó vô cái nó nuôi cái tạng nó khỏe lên. Đó là cái mục đích khi mình hiểu lý thuyết này. Đó xong bây giờ tôi vô cái nói là thức ngột thức hai tôi chỉ luôn đó, cái lý luận phải hiểu vậy đó.